Lưu Điền, Lưu Điền, cứu em với. Lưu Điền, chờ anh, em không biết bơi, mau đến cứu em. Tiền của mình đâu, em không biết bơi. Em chờ một chút. Lưu Điền, em sắp không chịu nổi nữa, cứu em với, em không biết bơi. Châu Châu, chúng đuổi tới rồi, mau tìm một nơi an toàn trốn trước đã. Anh cẩn thận đấy. Phùng Kiệt, anh đừng tới đây. Phùng Kiệt, anh mau chạy đi. Mày vẫn chưa quay về nhỉ? Một liều chất độc này của tao đủ để nó chết 100 lần. Có gì thì cứ nhầm vào tao, đừng hại cô ấy. Phùng Kiệt, cẩn thận, cẩn thận, Phùng Kiệt. Tránh ra, tránh ra. Phùng Kiệt, cẩn thận, đi mau, cẩn thận. Nó chết rồi sao? Chưa chắc.
Mau đi thôi. Anh vẫn sẽ đến báo thù nữa sao? Tôi đã hứa với bạn cô, sẽ bảo đảm cô được an toàn, đưa cô rời khỏi đây trước đã. Những chuyện khác tính sao? Vậy chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không? Đi thôi. Lên đi. Yeah.